Xin mến chào quý vị khán giả thân mến. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 88 của bộ truyện Tiên Hiệp đặc sắc dài tập Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn Bạch Ngọc Sách. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Lúc bấy giờ, quận chúa Tích Nguyệt cũng nhìn ra Vân Bằng công tử vốn cũng không phải hạng người tốt. Kỳ Linh tuy rằng nhẫn nhịn nhưng thực chất bên trong cũng khá kiêu ngạo. Thời gian lâu dài chỉ sợ sẽ thực sự xuất hiện mâu thuẫn, liền nói ngay: "Tốt, Kỳ Linh, ngươi đi Thiên Bảo Sơn đi, chúng ta gặp lại sau vậy." "Đi Thiên Bảo Sơn ư?" Mí mắt của Vân Bằng công tử nhếch lên, liếc nhìn Kỳ Linh, lập tức nói: "Tích Nguyệt, chúng ta lâu rồi cũng chưa đi Thiên Bảo Sơn đấy nhỉ. Nếu như Kỳ Linh muốn đi, chúng ta cũng cùng đi. Vân Cố, ngươi nói xem có đúng không?" Phong Vân Cố vẫn yên lặng ngồi đằng kia, nghe Vân Bằng công tử lên tiếng vội gật đầu liên tục: Được. Kỳ Linh thấy thế không khỏi nhíu mày. Vị tỷ phu mà biểu tỷ mong muốn gả quả thật có chút nhu nhược thế quá. Tích Nguyệt. Vân Bằng công tử nhìn quận chúa Tích Nguyệt. Tích Nguyệt chỉ có thể gật đầu: "Được, chúng ta cùng đi vậy." Kỳ Linh, quận chúa Tích Nguyệt, Vân Bằng công tử, Phong Vân Cố và một số người hầu ngồi trên một chiếc thuyền lớn pháp bảo tiên giai, vượt trùng điệp sóng khí bay trong vương đô đại hạ. "Bảo thuyền tiên giai thượng phẩm của ta đã được dung nhập thái ất thanh linh vào trong, tốc độ đơn thuần có thể so sánh với bảo thuyền tiên giai cực phẩm." Vân Bằng công tử đắc ý nói. Kỳ Linh liếc mắt nhìn, Vân Bằng công tử này quả thật có không ít bảo vật, muốn mua một phi thuyền tiên giai như thế này dùng 100 cân vạn nguyên dịch có thể còn lâu mới đủ được. "Đệ đệ, người ráng nhẫn nhịn một chút đi." Quận chúa Tích Nguyệt truyền âm cho Kỳ Linh. Vân Bằng công tử này tuy rằng có thiên phú tu luyện, thế nhưng trời sinh đã ngang ngược, kiêu ngạo, có khi còn rất bá đạo nữa. Chẳng qua hiện nay đảo phong cấm thiên giới kết minh cùng vương triều đại hạ ta, hắn cũng không dám sằng bậy. Hắn nói nhảm mấy câu thôi, đệ đệ coi như không nghe thấy là tốt rồi. "Biểu tỷ, người này ngang ngược kiêu ngạo như vậy, vì sao vẫn để hắn ở trong vương phủ vậy?" Kỳ Linh truyền âm hỏi. "Tin rằng nếu Duyên Vương muốn hắn đi, hắn cũng không có cách nào ở lại được." "Tuy rằng hắn ngang ngược kiêu ngạo, thế nhưng vì hắn đang theo đuổi ta, tất nhiên sẽ mua tặng một ít lễ vật cho ta." Quận chúa Tích Nguyệt nói. "Tương lai ta sẽ xây dựng lại Úy Trì tộc, dĩ nhiên vì Úy Trì tộc lưu lại một ít bảo vật mới đúng." "Biểu tỷ, ngươi..." Kỳ Linh kinh ngạc. "Có phải đã xem thường biểu tỷ rồi phải không?" Quận chúa Tích Nguyệt truyền âm đạm mạc nói. "Ta không quan tâm, ta đã sớm thề rồi, nhất định kế thừa nguyện vọng của cha ta, xây dựng lại Úy Trì tộc. Vì Úy Trì tộc, ta có thể làm bất cứ điều gì, kể cả mạng sống của ta. Chỉ cần ta ở trước mặt Vân Bằng công tử nhịn một chút thôi, lại cho hắn chút hy vọng, liền thường xuyên đưa tặng bảo vật cho ta." Nhất thời Kỳ Linh cũng không biết nên nói cái gì. "Yên tâm đi, biểu tỷ của ngươi không để hắn chiếm tiện nghi đâu, thế mới là tốt chứ. Nếu để hắn chiếm tiện nghi rồi, hắn sao có thể theo đuổi ta điên cuồng như vậy được. Bảo vật tất nhiên ta muốn, còn về phần hắn ư, sau này chỉ có thể tiêu nghỉu rời đi mà thôi." Tích Nguyệt truyền âm nói. Kỳ Linh cảm giác được nội tâm của biểu tỷ rất quả quyết, không hề lo lắng. "Phong Vân Cố kia, ta thấy hắn và tỷ ngươi thấy không xứng sao? Chính vì hắn là kẻ nhu nhược cho nên ta mới nguyện ý gả cho. Nếu không làm sao ta có thể tuyệt đối khống chế hắn được đây." Tích Nguyệt truyền âm nói. "Yên tâm đi, ta có ông ngoại hỗ trợ, những chuyện nhỏ này sẽ làm rất tốt." "Biểu tỷ, có việc gì thì hãy báo tin cho ta, đừng quên rằng Úy Trì tộc không chỉ còn mình tỷ mà còn có cả ta nữa đấy." Kỳ Linh truyền âm nói. "Ta còn có đệ đệ ngươi nữa mà." Úy Trì Tích Nguyệt truyền âm nói. "Tổng bộ Thiên Bảo Sơn tại một đại điện xa xỉ cao nhất được bày biện thịnh yến, nếu như đứng ở ngoài lan can điện có thể quan sát thấy toàn vương đô đại hạ." "Vân Bằng công tử, ngươi lại đưa Tích Nguyệt mù muội đến, xem ra Thiên Bảo Sơn ta lại có vụ làm ăn lớn rồi." Thanh Liễu tiên tử toàn thân áo trắng mỉm cười nói. "Vì Tích Nguyệt ta rất cao hứng mà." Vân Bằng công tử hạc hạc cười. Hắn còn liếc mắt nhìn Kỳ Linh. Trên dọc đường đến đây, Kỳ Linh và Tích Nguyệt truyền âm cho nhau, Vân Bằng công tử cũng phát hiện được hai người lúc đó vượt quá mức thân mật bằng hữu. Điều này làm cho trong lòng Vân Bằng công tử có chút khó chịu. Hạng nhất đại hội tiên duyên thế giới đại hạ sao? Hôm nay tại Thiên Bảo Sơn ta sẽ cho ngươi mất mặt. Tiểu Linh huynh,
Ngươi tới Thiên Bảo Sơn mua mấy thứ gì vậy? Vân Bằng công tử cười nói. Kỳ Linh lạnh nhạt trả lời, chẳng qua là một chút ít tài liệu kỳ vật mà thôi. Lúc này Bạch Thủy Trạch sau lưng Kỳ Linh đã biến hình thành hình người, liền khẽ đảo tay, hai cuốn da thú xuất hiện trong lòng bàn tay, đưa cho Kỳ Linh chuyển âm nói, Linh Nhi, phần danh sách phía trên bố trí ra trùng trùng điệp điệp đại trận, đủ để chấn nhiếp thiên tiên không dám xông vào. Còn phần danh sách phía dưới là tài liệu cho tam đại tuyệt thế hung trận mà ta phát hiện được ở núi Phương Thốn. Tam đại tuyệt chế hung trận này có thể kết hợp với nhau, uy lực của trận pháp chỉ sợ chân tiên thiên thần cũng phải thận trọng. Tam đại hung trận này dù là chân tiên thiên thần cũng không có cách nào dùng lực cưỡng ép phá trận, chỉ có thể thông hiểu trận pháp thì mới có thể phá giải. Lợi hại như vậy sao? Kỳ Linh giật mình. Có điều bảo vật trong phần danh sách thứ hai tuy rằng không phải quá hiếm nhưng vô cùng chân quý. Bạch Thủy Trạch chuẩn âm nói, Linh Nhi, nếu ngươi thấy khó gom được thì chỉ cần mua tài liệu phía trên danh sách đầu tiên là được rồi. Kỳ Linh đem hai cuốn gia thú trực tiếp đưa cho Thanh Liễu tiên tử. Thanh Liễu tiên tử, ta có hai phần danh sách tài liệu này, ngươi xem Thiên Bảo Sơn có không? Đây là tổng bộ Thiên Bảo Sơn, cho dù thiên tiên tới mua sắm bảo vật chúng ta cũng xuất ra được, nó chỉ tới một chút ít tài liệu kỳ vật. Thanh Liễu tiên tử cười tiếp nhận danh sách, xem qua cuốn gia thú thứ nhất, nàng biến sắc mặt, giật mình nhìn lại Kỳ Linh, rồi lập tức xem tiếp cuốn gia thú thứ hai. Lần này Thanh Liễu tiên tử thực sự chấn kinh. Cuốn gia thú thứ nhất chỉ có thể khiến nàng giật mình, nhưng phần danh sách trong cuốn gia thú thứ hai làm cho nàng khiếp sợ dùng mình, bởi vì cái danh sách kia quá dọa người. Ta không có cách nào làm chủ, xin trả cho một chút vậy. Thanh Liễu tiên tử liền nói ngay, được. Kỳ Linh gật đầu. Thanh Liễu tiên tử cũng không thể làm chủ ư? Vân Bằng công tử đứng bên cạnh chế nhạo nói, chẳng phải chỉ là một ít tài liệu thôi sao, không phải pháp bảo tiên giai gì, chẳng lẽ tài liệu kỳ vật Kỳ Linh huynh cần đều rất kỳ lạ và quý hiếm sao? Trong điện, một gã nam tử tóc bạc bỗng xuất hiện từ hư không, một cỗ khí tức vô hình uy áp khiến mọi người đều hiểu rằng vị này chính là thiên tiên. Sư tổ, Thanh Liễu tiên tử đem hai cuốn gia thú đưa tới. Đây là hai phần danh sách tài liệu kỳ vật mà Kỳ Linh cần. Nam tử tóc bạc nhận lấy rồi gật đầu, trước tiên nhìn qua phần thứ nhất lạnh nhạt nói, phần danh sách này cần đến 860 vạn cân nguyên dịch thể. Đám người Úy Chỉ Tích Nguyệt, Phong Vân Cố giật mình, hơn 800 vạn cân nguyên dịch ư? Rất cao ha. Vân Bằng công tử đứng một bên vẫn tùy tiện chế nhạo như trước. Nam tử tóc bạc tiếp tục xem cuốn gia thú thứ hai, hắn vừa nhìn tới không khỏi biến sắc, nhìn lại một hồi lâu, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn Kỳ Linh, ánh mắt phức tạp nói, Kỳ Linh tiểu hữu à, ngươi chắc chắn là không đùa nghịch Thiên Bảo Sơn của chúng ta đấy chứ? Nếu như đưa vào danh sách tất nhiên là muốn mua rồi. Kỳ Linh bình tĩnh trả lời, phần danh sách kia cần bao nhiêu nguyên dịch thể vậy? Vân Bằng công tử ở bên cạnh nghe vậy, hắn tự nhận mình giàu có, dù là pháp bảo tiên giai cực phẩm hắn cũng có thể mua về một kiện. Nguyên dịch thể ư? Nam tử tóc bạc lắc đầu, những bảo vật này dù có nhiều nguyên dịch thể hơn nữa cũng không đổi được. Vân Bằng công tử biến sắc. Đám Thanh Liễu tiên tử, quận chúa Tích Nguyệt, Phong Vân Cố đều chấn kinh. Bọn hắn đều có tầm mắt tương đối cao cho nên hiểu rõ nguyên dịch đối với phía dưới thiên tiên còn có công dụng lớn, còn đối với cường giả chân chính trong tam giới, công dụng của nguyên dịch càng lúc càng nhỏ đi. Ví dụ như Kỳ Linh tu luyện Bát Kiểu Huyền Công phải phục dụng tiên đan mới được. Như chân tiên đạo tổ hấp thu thiên địa nguyên lực, số lượng hấp thu vô cùng to lớn, cho nên nguyên dịch đối với bọn họ chính là nước uống bình thường mà thôi. Bảo vật thực sự đều là lấy vật đổi vật. Cần bao nhiêu vậy? Kỳ Linh hỏi. Ít nhất phải 10 món pháp bảo tiên giai cực phẩm, nam tử tóc bạc nói, hoặc là một kiện pháp bảo thuần dương hạ phẩm. Pháp bảo thuần dương ư? Những người khác ở đây đều kinh ngạc. Kỳ Linh vẫn rất bình tĩnh, tài liệu này là để bố trí ra tuyệt thế hung trận, có thể ngăn cản cả chân tiên thiên thần, trừ khi bọn họ có cảm ngộ cực cao về trận pháp chi đạo thì mới có thể phá giải. Tài liệu bại trận như vậy chỉ giá trị bằng một kiện pháp bảo thuần dương hạ phẩm cũng là không tệ. Ít nhất 10 món pháp bảo tiên giai cực phẩm ư? Dù là thiên tiên bình thường cũng không lấy ra được. Toàn bộ bảo vật của ta cố gắng cũng được khoảng 3-4 kiện pháp bảo tiên giai cực phẩm. Vân Bằng công tử thấy áp lực vô cùng,
hắn tự hào có nhiều bảo vật, nhưng hiện tại đã hoàn toàn kinh hãi. Hắn nhất định không xuất ra được, nhất định không được. Vân Bằng công tử nhìn chằm chằm vào Kỳ Linh, những người khác cũng nhìn chằm chằm vào Kỳ Linh. Kiện vật phẩm này có thể thay thế không? Kỳ Linh khẽ đảo tay, lập tức một làn sóng lửa mơ hồ xuất hiện. Chỉ thấy bàn tay Kỳ Linh đang nắm lấy một mũi tên đỏ như lửa. Cái mũi tên này đúng là lúc trước Kỳ Linh lấy được trong học cốc từ Cửu Nha Sơn Mạch. Trên bộ thi thể thần ma kia, chân quý nhất chính là Tiên Thiên Linh Bảo thượng phẩm La Hầu Cung, tiếp theo đó chính là hai cái mũi tên đỏ như lửa này. Cần biết rằng thần tiến thủ cường đại thực sự, mũi tên sử dụng đều là loại đặc chế, giá trị chế tạo mỗi một mũi tên đều không vừa. Kỳ Linh nói chuyện cùng La Hầu Cung, La Hầu Cung từng nói mũi tên này là hỏa tượng tiễn, tuy rằng còn xa mới bằng La Hầu Cung ta, nhưng mỗi một mũi tên cũng có thể so sánh với một kiện pháp bảo thuần dương hạ phẩm đấy. Lúc trước Kỳ Linh nghe vậy đã rất cảm thán, mỗi lần bắn một mũi tên chính là ném ra một kiện pháp bảo thuần dương hạ phẩm, làm sao có thể không đau lòng đây. Mũi tên phát ra một ngọn lửa uy áp mơ hồ, liền tràn ngập không gian. Đây là... Nam tử tóc bạc biến sắc, vội quan sát cẩn thận, thậm chí dùng cả tâm thức xem xét cẩn thận. Một mũi tên nữa. Vân Bằng công tử âm thầm lắc đầu. Chẳng lẽ một mũi tên có thể thay thế 10 kiện pháp bảo tiên giai cực phẩm sao? Quận chúa Tích Nguyệt, Thanh Liễu tiên tử cũng nghi hoặc. Tầm mắt bọn họ mặc dù cao, nhưng hiểu biết về thần tiên thủ cường đại thực sự trong tam giới vẫn là quá ít ỏi. Nam tử tóc bạc quan sát một hồi lâu rồi nhìn về phía Kỳ Linh, trầm giọng nói: có thể chấp nhận. Ta muốn các ngươi đưa thêm ta 3.000 vạn cân nguyên dịch thể nữa. Kỳ Linh lạnh nhạt nói. Đám quận chúa Tích Nguyệt đều thấy bối rối. Nam tử tóc bạc chần chừ rồi trịnh trọng gật đầu. Được, Thiên Bảo Sơn chúng ta có thể đưa thêm ngươi 3.000 vạn cân nguyên dịch thể. Vân Bằng công tử biến sắc, đành phải nuốt cổ họng. Vẻ tùy ý, kiêu ngạo đắc ý trước đây đều tan thành mây khói. Hắn tự tin nhất chính là giàu có, nhiều bảo vật. Nhưng hắn đột nhiên thấy tên Kỳ Linh này chỉ đưa ra một mũi tên đã hoàn toàn đè bẹp được hắn. Về phần chỗ dựa ư, Kỳ Linh này biến mất hơn 30 năm, ít nhất cũng đã bái chân tiên thiên thần là sư phụ, chỗ dựa tuyệt đối không thua gì hắn cả. Mấy người Tích Nguyệt quận chúa, Thanh Liễu tiên tử, Phong Vân Cố đều kinh ngạc nhìn hình ảnh trước mặt, đặc biệt là nhìn mũi tên Kỳ Linh đang cầm trong tay. Vẹn vẹn chỉ một mũi tên, không ngờ lại quý trọng như vậy, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tuy vậy thì Kỳ Linh vốn tràn đầy thần bí. Năm xưa hắn vừa tới Vương Đô Đại Hạ đã mua ngay được Khổng Tức Vũ, về sau lại đoạt được hạng nhất ở Đại hội Tiên Duyên, thế nhưng không bằng lòng bái kiếm tiên Trường Thanh làm sư phụ mà biến mất không tung tích. Biến mất hơn 30 năm, sau khi xuất hiện thực lực tăng mạnh, nên việc có thể lấy ra mũi tên quý như thế cũng không phải là kỳ lạ gì. Hơn nữa mũi tên này quá mức quý trọng, làm cho bọn Tích Nguyệt quận chúa đều chỉ có thể sợ hãi thán phục trong lòng, chứ không dám có ý ghen ghét. Đáng chết mà. Lúc này Vân Bằng công tử cảm thấy rất ghen tị và khó chịu. Cái tên Kỳ Linh này lấy ra một mũi tên sao lại giá trị tới mức như vậy được. Vân Bằng công tử tự nhận thực lực so với Kỳ Linh có lẽ kém hơn một chút, nhưng bảo vật tài phú chắc chắn là hơn Kỳ Linh. Đây là chỗ y cảm thấy tự đắc. Thế nhưng bây giờ Kỳ Linh chỉ thò tay lấy ra một mũi tên đã áp đảo y rồi. Vân Bằng công tử cảm thấy rất rất không thoải mái, rất chi là khó chịu. Tốt, vậy ta và Thiên Bảo Sơn các ngươi lấy vật đổi vật vậy. Kỳ Linh nói. Để ta an bài đã. Nam tử tóc bạc gật đầu, lúc này mới bắt đầu truyền âm phân phó xuống bên dưới. Bỗng nhiên Kỳ Linh quay đầu nhìn về phía Tích Nguyệt quận chúa, cười bảo. Quận chúa, ngày trước khi ta mới vào Vương Đô Đại Hạ, thân đang ở trong hiểm cảnh, là quận chúa đã ra tay giúp đỡ ta, đến nay cũng chưa từng báo đáp. Hôm nay nếu quận chúa muốn mua cái gì, Kỳ Linh ta sẽ mua tặng quận chúa, coi như báo đáp vậy. Hả? Tích Nguyệt quận chúa lắp bắp kinh hãi. Tên Kỳ Linh này. Trong mắt Vân Bằng công tử lập tức hiện lên một tia giận dữ. Y một lòng theo đuổi Tích Nguyệt quận chúa là dựa vào tài đại khí thô bản thân mình, lắm tiền nhiều của. Hiện tại Kỳ Linh đột nhiên cũng muốn tặng quà. Nếu như tặng quà giá trị hơn y, chả phải dẫm lên đầu y hay sao? Phong Vân Cố đứng cạnh đó cũng liếc mắt nhìn Kỳ Linh một cái. Thanh Liễu tiên tử lại nói. Kỳ Linh công tử, Tích Nguyệt luôn luôn muốn có một tòa tiên phủ tùy thân. Thế nhưng tiên phủ tùy thân rẻ nhất cũng phải trên 100 vạn cân nguyên dịch.
đáng tiếc Vân Bằng công tử không nỡ bỏ ra mua mà. Nghe thế thế, sắc mặt Vân Bằng công tử tái nhợt lại. Trăm vạn cân nguyên dịch cũng không phải là con số nhỏ, từng đó đủ để mua được một kiện pháp bảo tiên giai hạ phẩm bình thường rồi. Chỉ có theo đuổi một người con gái tiện tay tặng một lần những hơn trăm vạn cân nguyên dịch, vậy muốn ngã vào vòng tay không phải tiêu phí hơn ngàn vạn cân nguyên dịch ư? Theo đuổi được thì không sao, nếu như không tán về được tới tay thì hơn ngàn vạn cân nguyên dịch không phải mất trắng hay sao? Vân Bằng công tử mặc dù là con của đảo chủ Phong Cấm Đảo, nhưng nghi cũng tính toán một chút, y tặng lễ vật quý trọng nhất cho Thích Nguyệt công chúa cũng chỉ 20-30 vạn cân nguyên dịch, số lễ vật nửa năm qua cộng lại cũng miễn cưỡng được 100 vạn cân nguyên dịch mà thôi. Thành Liễu, Tích Nguyệt quận chúa không bằng lòng ngắt lời. Thiên phủ tùy thân nữ. Bỗng nhiên Kỳ Linh cười nói, ta từng nhờ cơ duyên xảo hợp nhận được một tòa tiên phủ tùy thân, bởi vì bản thân ta còn có vài tòa tiên phủ khác, cho nên tòa tiên phủ này ta vẫn chưa từng sử dụng, coi như là lúc thích hợp đưa ra tặng cho quận chúa rồi. Nói xong, Kỳ Linh khẽ lật tay, chỉ thấy giữa lòng bàn tay xuất hiện một tòa tiên phủ tinh xảo, tản ra kim quang đẹp mắt, nhất thời mỗi người ở đây đều nhìn chằm chằm. Đây là tiên phủ ư? Cả đám đều hiếu kỳ. Vân Bằng công tử cũng nhíu mày nhìn sang, bọn họ cũng khó nhìn ra được sự quý trọng của tòa tiên phủ này. Kỳ Linh cười cười, lúc trước mình xông qua thủy phủ chiến thần điện tầng thứ 5 thì được một bộ thiên giai pháp bảo Tích Thủy Thần Sa Kiếm, về sau lại đạt được hạng nhất đại hội tiên duyên, rồi đến Phương Thốn Sơn, ở lại Phương Thốn Sơn hơn 30 năm. Lúc đột phá Xích Minh Cửu Thiên Đồ tầng thứ 13, hắn vượt qua một đại cảnh giới, đạt tới cấp độ nguyên thần, nên lại có thể từ trong chân bảo điện chọn ra một pháp bảo thiên giai. Lúc ấy Kỳ Linh biết rõ rằng thiên giai pháp bảo đối với chính mình có công dụng không lớn, mình cần chính là pháp bảo tiên giai. Nhưng có thể vượt qua một đại cảnh giới, có một cơ hội chọn bảo vật trong chân bảo điện nên cũng không thể lãng phí, cho nên Kỳ Linh chọn từ trong số bảo vật đó ra một món có giá trị cao nhất. Nói đơn giản là món bảo vật có thể dùng để đổi lấy một số lượng lớn nguyên dịch nhiều nhất, đó chính là tòa tiên phủ tùy thân kim quang tiên phủ này. Ban đầu Kỳ Linh là định đem tòa kim quang tiên phủ này đổi lấy tiên giai pháp bảo, ai ngờ về sau thực lực bản thân tăng lên còn cao hơn so với dự đoán lúc trước, mà bản thân lại đạt được bảo vật còn sót lại của một thi thể thần ma, nên tòa kim quang tiên phủ này đâm ra không còn đáng giá. Một bộ Tích Thủy Thần Sa Kiếm của Kỳ Linh đã có giá trị cực lớn, đại khái cũng đạt tới 200 vạn cân nguyên dịch, mà tòa kim quang tiên phủ này còn có giá trị cao hơn hẳn một bậc. Thủ bút của Kỳ Linh tiểu hữu quả là to lớn, tặng quà giai nhân cũng là tặng nguyên một tòa tiên phủ. Nam tử tóc bạc cười nói, giá trị tòa tiên phủ này tối thiểu cũng đáng 800 vạn cân nguyên dịch. Sao, 800 vạn cân nguyên dịch cơ? Người cố ý châm ngòi là Thanh Liễu tiên tử cũng giật mình. Nhiều như vậy sao? Tích Nguyệt quận chúa cũng cảm thấy quá nhiều. Sắc mặt Vân Bằng công tử càng thêm khó coi. 800 vạn cân nguyên dịch một tòa tiên phủ như vậy, Kỳ Linh hắn như thế nào mà cam lòng bỏ được, hắn như thế nào mà cam lòng cho đi được đây? Lúc trước một tòa tiên phủ trị giá 100 vạn cân nguyên dịch y cũng không nỡ mua, mà hiện tại Kỳ Linh một lần tặng là giá trị đến 800 vạn cân nguyên dịch. Vân Bằng công tử tự nhận bản thân tài đại khí thô nên sao lại không cảm thấy tức tối cho được. Nhiều quá, nhiều quá. Tích Nguyệt quận chúa liền lắc đầu. Đối với ta, nhiều đây cũng không đáng là gì. Kỳ Linh cười nói, hơn nữa ta còn tính ở lại Duyên Vương phủ mấy ngày, không có chút lễ vật sao được. Ở lại lâu ư? Nội tâm Vân Bằng công tử càng thêm khó chịu. Y vốn là ở tại Duyên Vương phủ, nếu như Kỳ Linh cũng ở trong vương phủ thì hai người ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu cũng gặp. Kỳ Linh này luận thanh danh đó là đệ nhất đại hội tiên duyên, luận bối cảnh hậu trường so với y sợ là còn lớn hơn, luận thực lực nguyên thần thứ hai của người ta ở giai đoạn nguyên thần đã chém giết tán tiên rồi, đừng nói chi là bây giờ. Luận tài phú, y tự tin nhất là tài phú, giờ cũng đã bị đè ép đến không ngóc đầu lên được. Quan trọng nhất là quận chúa không thích y, quận chúa thà rằng gả cho Phong Vân Cố cũng không muốn gả cho y. Lúc trước y cảm thấy mọi thứ y so với Phong Vân Cố đều hơn hẳn nên mới tự tin ở lâu dài trong vương phủ. Thế nhưng bây giờ Kỳ Linh xuất hiện, mọi thứ đều hơn hẳn y, mà quận chúa lại còn thân mật với Kỳ Linh. Tích Nguyệt, Vân Bằng công tử đột nhiên nói. Sao? Tích Nguyệt quận chúa quay lại nhìn Vân Bằng cười nói, ta đến vương phủ vương triều đại hạ cũng lâu rồi, giờ cũng nên trở lại thiên giới.
người giúp ta cảm tạ Duyên Vương một chút, ta sẽ không ở lại Duyên Vương phủ nữa. Chúng ta đi. Ngay sau đó, Vân Bằng công tử dẫn hai gã tôi tớ đi ra ngoài. Vân Bằng công tử lẳng lặng bỏ đi, Tích Nguyệt quận chúa khẽ giật mình, ngay sau đó nhìn về phía Kỷ Linh truyền âm nói: "Đệ đệ, đây là ý định của ngươi sao? Ép cho y đi ngay sao?" Nhi tử của Đảo Phong Cấm Đạo, người có thân phận này tự nhiên là rất có ngạo khí. Lúc trước y ở lâu dài trong Duyên Phương phủ là bởi vì y cảm thấy mọi thứ y đều hơn Phong Phân Cố. Kỷ Linh truyền âm nói: "Chỉ cần ta để cho y cảm thấy mọi thứ y đều không thể so sánh với ta, đụng phải ta sẽ vô cùng ấm mức. Hơn nữa biểu tỷ ngươi lại không thích y, y tự nhiên sẽ rời đi mà không ở lại đây để bị khinh bỉ rồi. Ngươi à, thật là..." Tích Nguyệt quận chúa cảm thấy bất đắc dĩ truyền âm nói: "Tốt rồi, nếu như y đã đi rồi, ngươi cũng cất cái tiên phủ tùy thân này đi. Ngươi hiện giờ đang là thời khắc mấu chốt chuẩn bị độ kiếp rồi, cũng cần phải cất nhiều bảo vật để chuẩn bị cho tương lai." "Biểu tỷ, cái tiên phủ này đã đưa cho ngươi thì giờ là của ngươi. Mấy trăm ngàn cân nguyên dịch đối với ta đúng là không phải con số nhỏ, nhưng so sánh với một mũi tên này của ta đã kém hơn không biết bao nhiêu rồi. Hơn nữa hôm nay ta cũng có thêm 3.000 vạn quân nguyên dịch tới tay, biểu tỷ không cần phải từ chối đâu." Kỷ Linh truyền âm nói. Tích Nguyệt quận chúa nhìn về phía Kỷ Linh: "Hơn nữa đệ thực sự không hy vọng bản thân tỷ bị ủy khuất. Tuyển chọn đạo lữ cũng phải là người mà tỷ thực sự đã thích, không nên cứ tùy tiện chọn một tên như Phong Vân Cố." Kỷ Linh truyền âm nói: "Không nên lại làm cho mình chịu khổ." Trong lòng Tích Nguyệt quận chúa bỗng nhiên đau xót, nước mắt không kìm được trực chảy ra. "Bảo vật, nguyên dịch, đệ đệ đều có cả. Khi gặp phải địch nhân, đệ cũng sẽ giúp tỷ. Tỷ tỷ, ngươi giả thu lại tiên phủ này, đợi đến tương lai khi thực lực của đệ mạnh hơn, đừng nói là tiên giai pháp bảo, kể cả thuần dương pháp bảo, đệ đệ đều tiện tay lấy ra 10 món, 8 món để đưa cho biểu tỷ." Kỷ Linh trịnh trọng truyền âm an ủi nói. Tích Nguyệt quận chúa nhìn Kỷ Linh. Kỷ Linh là nụ cười. Xây dựng lại úy chỉ tộc không đơn thuần là hy vọng của biểu tỷ, mà cũng là khát vọng trong lòng Kỷ Linh. Tuy rằng năm xưa mẫu thân hắn chưa từng nói qua, thế nhưng Kỷ Linh cảm giác được mẫu thân vẫn một lòng nhớ đến úy chỉ tộc. Lòng của mẫu thân không phải thuộc về kỷ tộc, mà là thuộc về úy chỉ tộc của người. Vì mẫu thân mình, Kỷ Linh cũng muốn xây dựng lại úy chỉ tộc, cho nên xây dựng lại úy chỉ tộc biểu tỷ muốn làm, Kỷ Linh cũng muốn làm. Tích Nguyệt, nhìn ngươi kích động kìa. Khi người ta kích động đều là lúc mau rơi lệ á. Thanh Liễu tiên tử cười. Chẳng qua nếu như ai tặng ta một tòa tiên phủ tùy thân, ta cũng sẽ rất kích động đấy, Kỷ Linh công tử. Nàng vừa nói vừa nhìn về phía Kỷ Linh. Ta đã có đạo lữ lâu rồi, Kỷ Linh vội nói. À, ta biết rồi, chính là Hỏa Hồng tiên tử Dư Vi, đệ tử của Lữ Tổ á. Thanh Liễu tiên tử bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một hắc bào lão giả từ bên ngoài đi tới cung kính, dâng một chữ vật thủ trạc đưa lên cho nam tử tóc bạc. Nam tử tóc bạc sau khi nhận lấy liền đưa cho Kỷ Linh. Kỷ Linh tiểu hữu, ngươi nhìn xem có đúng với danh sách bên trong không? Bạch Thúc, người xem đi, Kỷ Linh nói. Bạch Thúc gật đầu. Bạch Thúc trước tiên luyện hóa chữ vật thủ trạc này, rồi nhanh chóng xem xét một lượng lớn tài liệu và kỳ vật bên trong. Nếu là người ngoài nghề, dù có những tài liệu kỳ vật này cũng không thể bố trí được hung trận tuyệt thế kia. Đến cả Bạch Thúc đối với hung trận tam đại tuyệt thế mạnh nhất cũng chỉ là biết rõ làm như thế nào để bố trí, mà cũng không thể hiểu được chỗ ảo diệu chân chính. Bởi vì để hiểu được thật quá khó khăn. Nhưng chính là bởi vì rất khó khăn nên dù là chân tiên, thiên tiên đều rất khó để công phá. Không sai, đúng rồi, Bạch Thúc gật đầu. Nam tử tóc bạc đứng cạnh đó lập tức nở nụ cười, lúc này lại đưa cho Kỷ Linh một bình ngọc. Trong bình này là 3.000 vạn cân nguyên dịch. Mũi tên này cũng thuộc về Thiên Bảo Sơn rồi, Kỷ Linh đưa mũi tên cho lão. Chính xác mà nói là đã thuộc về Hạ Hoàng rồi, nam tử tóc bạc cười nói. Kỷ Linh khẽ giật mình, nhưng ngay sau đó gật đầu. Sau lưng Thiên Bảo Sơn chỉ có thể là Hoàng đế Đại Hạ. Vụ giao dịch này coi như xong. Nếu như Kỷ Linh tiểu hữu còn bảo vật gì thì Thiên Bảo Sơn ta luôn hoan nghênh tiểu hữu tới đây. Lúc đó Thiên Hồ ta sẽ tự mình nghênh đón. Nam tử tóc bạc cho đến lúc này mới nói ra tên của mình. Thiên Hồ ư? Kỷ Linh giật mình, thì ra là lão. Hoàng đế Đại Hạ có hai đầu linh thú trở thành thiên tiên,
trong đó có một con là Thiên Hồ. Đầu Thiên Hồ này vì Hoàng đế Đại Hạ sáng lập ra Thiên Bảo Sơn và toàn quyền chịu trách nhiệm về nơi này. Trong hư không hắc ám có một đạo thân ảnh mơ hồ đang khoanh chân ngồi. Từ trong hư không hắc ám bỗng đột nhiên xuất hiện một nam tử tóc bạc. Chủ nhân, đây chính là mũi tên mà Kỷ Linh dùng để giao dịch với Thiên Bảo Sơn. Nam tử tóc bạc cung kính đưa lên một mũi tên. Mũi tên lửa trực tiếp bay lên, trôi lơ lửng tản ra tầng tầng dao động. Mũi tên này đúng là hỏa diệm tiễn, là tiễn nổi danh nhất của thượng cổ thần tiễn thủ Khải. Dưới một tiễn này, cho dù là ta cũng phải chết thôi. Hoàng đế Đại Hạ trầm giọng nói, hắn chính là thượng cổ hoàng tộc đã từng trải qua thời kỳ thượng cổ, mà mỗi thần tiễn thủ nổi danh trong thượng cổ bàn cổ thế giới, từng người đều có nét đặc thù riêng, chỉ nhìn một mũi tên liền biết rõ đó là của ai. Năm xưa, thượng cổ thế giới bàn cổ vỡ nát, những bảo vật cường đại đều bị một đám đại năng giả lấy đi hết rồi. Nếu Kỷ Linh có được mũi tên này, vậy hắn rất có thể có quan hệ với một vị đại năng giả. Nếu không, hắn làm sao có thể có được loại bảo vật như thế này đây? Hơn nữa, Kỷ Linh không bái nhập vào nhất mạch Xích Minh đạo tổ chúng ta, mà ngược lại, sư tôn lại lệnh cho ta không được truy cứu. Hẳn là sau lưng Kỷ Linh cũng có một vị đạo tổ. Cần theo dõi cẩn thận Kỷ Linh. Hiện tại tam giới dung chuyển, Kỷ Linh này chỉ có thể là bạn, không thể làm địch. Thanh âm Hoàng đế Đại Hạ vang vọng trong vùng hư không hắc ám này. Tỷ tỷ không cần tiễn nữa đâu. Giữa không trung, Kỷ Linh cáo biệt Tích Nguyệt quận chúa. Lúc trước không phải ngươi đã nói sẽ ở Duyên Vương phủ ta thêm mấy ngày sao? Tại sao vừa mới mua mấy thứ đồ vật ở Thiên Bảo Sơn đã liền muốn đi ngay vậy? Trong lòng Tích Nguyệt quận chúa rất muốn giữ Kỷ Linh ở lại, bởi vì ngoại công Duyên Vương của nàng vừa bước vào Thiên Tiên không được bao lâu, cho nên thường xuyên bế quan để tìm hiểu, có rất ít thời gian dành cho nàng. Hơn nữa, biểu đệ mới là bạn cùng lứa tuổi, có rất nhiều chuyện không thể nói với ngoại công. Nàng có rất nhiều lời chỉ có thể nói với đệ đệ Kỷ Linh này, nên tất nhiên muốn Kỷ Linh dành thêm thời gian cho nàng. Hôm nay mạch nước ngầm trong vương triều Đại Hạ đã có dấu hiệu nổi lên, ta cũng cần sớm trở về để bố trí đại trận trùng trùng điệp điệp ở Kỷ thị Yên Sơn. Kỷ Linh nói ra, sau khi trở về ta cũng sẽ chỉ ở lại Hồ Dực Xa Yên Sơn, nếu biểu tỷ ngươi có thời gian thì qua thăm ta. Ngươi ở lâu sao? Tích Nguyệt quận chúa kinh ngạc hỏi. Kỷ Linh gật đầu. Mình ở phương Thốn Sơn lấy được nhiều loại pháp môn, bất kể là luyện khí, thần ma luyện thể hay là điển tịch kiếm thuật, mấy thứ đều thẳng tới tầng đại la. Bản thân ta còn có Bát Kiểu Huyền Công, Trích Tinh Thủ, Hậu Nghệ Tiến Thuật, Trúc Long Chi Nhãn, đều là thần thông cao cấp nhất trong tam giới, cần dốc lòng tu luyện ngay. Kỷ Linh thầm sắp xếp. Sắp tới tam giới dung chuyển, Kỷ Linh đúng là cố ý ở lại Hồ Dực Xà một thời gian dài, cũng đồng thời chờ đợi Dư Vi trở về. Ở lâu cũng tốt, như vậy ta có thể tìm ngươi bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, ngươi có thể phải cẩn thận một chút. Ông ngoại của ta có nói với ta gần đây rất là loạn, ngay cả Thiên Tiên lão tổ cũng đã chết không ít rồi. Tích Nguyệt quận chúa nói, ta biết rồi, biểu tỷ, ngươi cứ yên tâm. Người khác có thể giết Thiên Tiên lão tổ, nhưng muốn giết ta lại không dễ dàng như thế đâu. Kỷ Linh nói ra. Hả? Tích Nguyệt quận chúa lộ ra vẻ kinh ngạc. Đừng quên là ta đã bái sư học nghệ rồi. Thôi không nói thêm nữa, ta phải đi trước rồi. Lập tức Kỷ Linh dẫn Tiểu Thanh Bạch Thúc trực tiếp thi triển ra không gian dịch chuyển, biến mất trên tầng không vương đô Đại Hạ. Vị đệ đệ này tự hồ trải qua hơn 30 năm rất không tầm thường rồi. Tích Nguyệt quận chúa thở dài một hơi, bởi vì Kỷ Linh càng cường đại nàng sẽ càng yên tâm. Tuy nhiên lời này có vẻ hơi quá, có thể giết Thiên Tiên lão tổ mà muốn giết hắn lại khó ư? Chẳng lẽ hắn lợi hại hơn cả Thiên Tiên lão tổ sao? Ta đoán chắc sư phụ hắn cho hắn bảo vật giữ mạng rồi. Vèo, Tích Nguyệt quận chúa lúc này đáp xuống, bay về phía Diên Vương phủ phía dưới. Tích Nguyệt quận chúa vậy mà đã đoán sai, luận thực lực Kỷ Linh bây giờ chính xác là đã đạt cấp độ Thiên Tiên lão tổ. Tuy nhiên quan trọng nhất là Kỷ Linh có Bát Kiểu Huyền Công, người khác muốn đả thương cũng khó khăn, đặc biệt một khi đã thi triển ra 72 biến, chính là biến thành Đại Hạ Hoàng đế, chỉ sợ ngay cả Duyên Vương chăm chú nhìn cũng không ra chút sơ hở nào. Cho nên bình thường người tu luyện Bát Kiểu Huyền Công coi như đã có bảo bối giữ mạng tốt nhất rồi. Đây cũng chính là nguyên nhân mà Bồ Đề lão tổ cho phép Kỷ Linh xuất sư. Chủ nhân, Kỷ Linh đột nhiên ly khai An Thiền Thành,
xuất hiện ở Vương Đô Đại Hạ. Vương Đô chính là một địa phương rất nguy hiểm, không phải là nơi thích hợp để ám sát. Tiếp tục theo dõi cho ta. Vâng. Chủ nhân, Kỳ Linh đã ly khai Vương Đô Đại Hạ, về tới quê hương của hắn là Yên Sơn rồi. Tốt, Yên Sơn chính là man hoang chi địa, rất thích hợp. Cần điều tra rõ ràng tung tích của hắn cho ta. Thông báo cho địa cửu tố, nói bọn họ chuẩn bị thật tốt kế hoạch, chuẩn bị hành động. Nhiệm vụ của ngươi là điều tra chính xác nơi ở của Kỳ Linh. Vâng. Tại Yên Sơn, Kỳ Linh từ Vương Đô Đại Hạ thi triển Đại Na Di, sau khi trở về liền lập tức triệu hồi cao tầng bộ tộc Kỳ Thị. Trong tộc, một số vạn tượng chân nhân, tử phủ tu sĩ mới tấn thăng đều tụ tập tại đây đầy đủ. Như tiểu gia hỏa Kỳ Mặc khi trước được Kỳ Linh chỉ điểm, lại trong lúc bộ tộc đang phát triển mạnh được chú trọng bồi dưỡng, cũng đã là vạn tượng chân nhân rồi. So với các tiền bối Kỳ Kiều Hòa, Kỳ Lưu Chân thì có thể nói là tốt hơn rất nhiều. Lần triệu tập này, bọn hắn mới biết rõ Kỳ Linh đã trở về. Mỗi người đều vô cùng mừng rỡ, nhất là những thanh niên tuổi trẻ của Kỳ Thị. Chúng sớm đã vô cùng sùng bái Kỳ Linh rồi. Đứng đầu tiên duyên đại hội quả thực là quá thần kỳ. Đây chính là vô tận đại địa tập hợp các thiên tài tỷ thí. Đồng ý, đương nhiên đồng ý rồi. Bây giờ quận An Thiền rất loạn, Kỳ Linh đại bá muốn bố trí trùng trùng điệp điệp đại trận ở Yên Sơn này, chính là làm cho kỳ tộc ta có một căn cơ vững chắc để tồn tại cùng tuế nguyệt rồi. Đúng, đã có đại trận này thì chúng ta không cần sợ Thiếu Viêm Thị nữa rồi. Đồng ý, ta cũng đồng ý. Kỳ tộc không một ai phản đối, bởi vì Kỳ Linh nó một khi bày trận xong, Thiên Tiên Lão Tổ đừng mơ tưởng tới việc công phá. Chỉ khi nào có thực lực vượt quá Thiên Tiên Lão Tổ thì mới có cơ hội. Cần biết, trong toàn bộ Vương Kiều Đại Hạ, những bộ tộc cổ xưa như An Thiền Bắc Sơn tộc, Thiếu Viêm tộc đều được truyền thừa từ thời thần ma cho tới bây giờ. Tồn tại cao nhất cũng chỉ là Thiên Tiên Lão Tổ mà thôi. Một khi đã có đại trận này thì Yên Sơn chính là khu vực vô cùng an toàn. Từ đó kỳ tộc có thể bình an, sinh sôi nảy nở, phát triển cường thịnh. Đại bộ phận tộc nhân sẽ có nơi trú ẩn an toàn, thậm chí còn có tiểu thế giới bí ẩn ở bên trong đó nữa. Đây quả là điều toàn bộ tộc nhân kỳ tộc khát vọng từ lâu. Điều này như Kỳ Linh nói cũng không hề phóng đại. Tam đại hung trận tuyệt thế cũng là một tồn tại trong phong cấm. Đã tồn tại phong cấm thì không thể có cách nào khác ngoài cách dùng lực lượng trực tiếp cưỡng ép phá trận. Mà khi đó không có thực lực chân tiên, thiên thần thì căn bản là không thể phá được. Giữa không trung, một con đại cẩu lông trắng như tuyết đứng yên. Không gian phía trước nó bỗng nhiên xuất hiện từng khối đá phát ra từng dải ánh sáng, trọn vẹn là 108 khối. Nó lặng yên nhìn về phía ngọn núi ở xa xa. Lập tức từng khối đá vốn đang lơ lửng phía trước nó vụt bay đi giống như sao băng vậy. Tất cả đều hướng tới chính giữa đỉnh núi phía trước nhập vào. Ngay sau đó cả ngọn núi này liền biến mất trong hư không. Chỗ ngọn núi biến mất thì xuất hiện từng vòng ánh sáng mờ ảo như những đám mây. Mê thần thập bát ảo trận cuối cùng cũng đã được bày ra. Con đại cẩu lông trắng thở dài một hơi. Ra! Cùng với tiếng hắn thúc giục, lập tức toàn bộ vùng Yên Sơn có rất nhiều ngọn núi, hồ nước, vùng hoang dã, mỗi chỗ có trận cơ đều được dẫn động lực lượng thiên địa, đồng thời có sự liên hệ lẫn nhau hình thành tổ hợp trận lớn. Các loại tổ hợp trận kết hợp bổ trợ với nhau vô cùng tinh diệu. Rất nhanh, toàn bộ phạm vi Yên Sơn ước chừng 10 vạn dặm to lớn như vậy cũng đã hình thành chính thức mê thần huyễn trận. Nếu như không có tín phù của kỳ tộc phát ra mà cứ đi tới thì chắc chắn là vĩnh viễn mất phương hướng ở trong đó. Ông... Tại khu vực hồ Dực Xà, một con muỗi rất bình thường đang bay, dường như còn thường xuyên bay vào Minh Tâm Đảo. Man hoang chi địa, một con muỗi thế này dù là Kỳ Linh dùng thần thức điều tra cũng tưởng đây là con muỗi bình thường, không thể tính là yêu vật gì. Tuy nhiên trong toàn bộ mê thần thập bát ảo trận mà hạch tâm là hồ Dực Xà, theo sự chuyển động của trận pháp, khu vực trung tâm hồ Dực Xà tuy rằng nhìn không khác gì bình thường, nhưng những con muỗi này dù có bay thế nào cũng không làm sao bay tới tòa Minh Tâm Đảo này được. Bên trong một tòa phủ đệ bình thường trong một thành thị của Đại Hạ, vèo, một gã nam tử lực lưỡng, con mắt lấp lóe lục quang, nhanh chóng xuất hiện đi tới đình viện. Bên trong đình viện có một nam tử áo đen, tóc xõa dài, nhàn nhã uống nước trà, giữa hai lông mày có một vết sẹo. Chủ nhân, gã đàn ông lực lưỡng nói. Sao? Nam tử áo đen hừ lạnh. Có chuyện gì? Toàn bộ Yên Sơn đột nhiên bao phủ bởi một ảo trận kỳ lạ, các con của thuộc hạ đều không thể dò xét được, hoàn toàn mất phương hướng trong đó,
thậm chí không thể nào trở về. Trong mắt gã đàn ông lực lưỡng kia có lục quang, đồng thời hiện ra một tia không cam lòng. Những con muỗi thực chất hoàn toàn bình thường, nhưng lại tương liên với tâm thần hắn. Điều này đối với hắn rất khó có thể chấp nhận. Sao? Nam tử áo đen nhíu mày. Ảo trận ư? Xem ra Kỳ Linh về Yên Sơn chính là vì điều này rồi. Cũng không sao, hắn dự định đem vùng đất Yên Sơn này làm nơi phát triển bộ tộc. Tất nhiên sẽ cần giao dịch với bên ngoài, vậy phải ra chút ít thương đội tiến vào. Kỳ tộc tự nhiên sẽ dẫn thương đội vào và để mất phương hướng thôi. Việc này ta sẽ an bài người khác lo, người cứ yên tâm tĩnh dưỡng đi. Những hải nhi kia của ngươi có lẽ thực sự không thể trở về rồi. Dù sao thì có phái ra những người khác đi thì cũng không thể nào phát hiện ra những con muỗi đặc thù này rồi. Vâng, gã đàn ông lực lưỡng thấp giọng đáp, lập tức thối lui. Nam tử áo đen rất nhanh lại phân phó một gã thủ hạ khác. Tòa thành thị đại hạ này nhìn thì rất bình thường như bao thành thị khác, nhưng thực tế thì lại là một cứ điểm trọng yếu của Huyết Vân Lầu. Thời gian trôi qua, Huyết Vân Lầu sử dụng rất nhiều biện pháp dò xét, hoặc là thương đội, hoặc là những con muỗi, hoặc là mê hồn thuật, thậm chí đoạt xá chi thuật, bắt đầu không ngừng hướng tới Yên Sơn để thâm nhập. Thế nhưng từ những bố trí trùng điệp của Bạch Thủy Trạch, đặc biệt khu vực Hồ Dực Xà càng là nghiêm cẩn hơn nữa. Ngay cả những tộc nhân Kỳ tộc cũng hiếm thấy sự xuất hiện của Kỳ Linh. Chỉ có một số ít như Kỳ Lưu Chân, Ảnh Bà Bà mới có thể trực tiếp gặp mặt, như đám người Kỳ Mặc cũng cần thông báo trước mới được. Cho nên Huyết Vân Lầu rất khó khăn để xác định Kỳ Linh có ở Hồ Dực Xà hay không. Chủ nhân. Tại tòa phủ đệ bình thường trong thành thị, một lão giả trầm giọng. Khu vực Yên Sơn bây giờ đã trùng trùng điệp điệp đại trận rồi. Theo như một hóa thân của ta đi theo thương đội quan sát thấy, đại trận này chỉ sợ thiên tiên đi vào cũng mất phương hướng thôi. Ta phải sử dụng đại na di đạo phù mới có thể thoát khốn được. Tình hình hiện tại thì Yên Sơn đã trở thành địa bàn của Kỳ Linh này. Hắn có thể hoàn toàn lợi dụng đại trận. Tại đây muốn giết chết Kỳ Linh hầu như không có khả năng. Chỉ riêng việc dò xét rõ ràng Yên Sơn trùng trùng điệp điệp đại trận, đặc biệt là một số đại trận nguy hiểm, phải dùng tới cả đống tán tiên chấp nhận hy sinh mới được. Nam tử áo đen gật đầu. Nếu chử lão ngươi đã nói như vậy, xem ra Yên Sơn không thích hợp để ám sát rồi. Chờ Kỳ Linh rời khỏi Yên Sơn Hồ Dực Xà đi. Cùng lúc đó, ở trên đảo Minh Tâm Hồ Dực Xà, hôm nay tuyết đã rơi đầy trời. Bạch Thúc không ngủ không nghỉ, hao phí 49 ngày, rốt cục cũng đem tam đại hung trận đệ nhất hung trận bố trí xong. Bạch Thúc một thân áo bào trắng cười cười, ánh mắt tràn đầy mệt mỏi. Thật là không dám chủ quan một chút nào. Một khi chủ quan chỉ sợ tất cả đều loạn. Một ít tài liệu có lẽ cũng bị lực lượng thiên địa sụt đổ hủy đi mất thôi. Làm phiền Bạch Thúc rồi. Kỳ Linh cũng coi như là có hiểu biết về trận pháp. Hắn biết rõ một số tuyệt thế hung trận muốn bố trí cần có năng lực của trận pháp tông sư. Với sự huyền diệu và phức tạp trong đó, như Kỳ Linh chỉ cần nhìn nhiều cũng đã cảm thấy váng đầu, hoa mắt, càng đừng nói tới việc bố trí. Tốt rồi, đã bố trí xong một trong tam đại hung trận, toàn bộ Yên Sơn xem như đã vững chắc. Hai cái hung trận còn lại ta sẽ từ từ bố trí. Bạch Thúc mỉm cười nói. Đúng lúc này, Kỳ Linh. Một giọng nói từ xa truyền đến, Kỳ Linh liền đứng dậy. Đây là thanh âm của tộc trưởng Kỳ Lưu Chân. Kỳ Linh, Hắc Bạch Học Cung Ngũ Phong Tiên Nhân đến rồi. Kỳ Lưu Chân đã đi tới, bên cạnh chính là Ngũ Phong Tiên Nhân. Ngũ Phong đại ca. Kỳ Linh đi tới, bởi vì hắn hiện tại cũng là phản hư địa tiên, nên dựa theo môn quy của Hắc Bạch Học Cung, hắn dùng quan hệ ngang bằng với Ngũ Phong Tiên Nhân. Kỳ Linh, sư phụ của ngươi đã xuất quan, hắn chuẩn bị 9 ngày sau là độ kiếp. Ngũ Phong Tiên Nhân trịnh trọng nói. 9 ngày sau độ kiếp ư? Kỳ Linh giật mình. Đây là do sư phụ ngươi tự quyết định thôi. Kỳ Linh lập tức hiểu, thiên kiếp chính là kiếp trọng yếu nhất trên con đường tu tiên của một tu tiên giả, thường sẽ cảm ứng được trong tối tăm thời gian thích hợp nhất để độ kiếp. Nếu như sư phụ đã quyết định 9 ngày sau sẽ độ kiếp, vậy 9 ngày sau cũng chính là thời gian mà sư phụ có khả năng độ kiếp thành công nhất. Mặc dù nói khả năng thành công lớn nhất, nhưng cũng là rất xa vời. Dù sao toàn bộ thế giới đại hạ này nhiều phản hư địa tiên như vậy, thế nhưng trong vòng trăm vạn năm có mấy ai trở thành thiên tiên đây? Cũng vì hạo kiếp tam giới lần này, thế giới đại hạ trong 20-30 năm gần đây, địa tiên độ kiếp thành công cũng chỉ vẹn vẹn có mấy người mà thôi. Phân tán trong 3.600 quận tứ hải chi địa vẫn là rất xa vời như trước.
Tin tức sư phụ ngươi 9 ngày sau sẽ độ kiếp, rất ít người biết được, người cũng không thể truyền ra ngoài. Ngũ Phong Thiên Nhân nhắc nhở. Ta biết rồi. Kỷ Linh nhìn về phía bên Kỷ Lưu Chân. Kỷ Lưu Chân gật đầu. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ, các ngươi trò chuyện riêng đi. Kỷ Lưu Chân cũng hiểu rõ tầm quan trọng vô cùng của việc độ kiếp, lúc này cũng lui đi. Trong sảnh chỉ còn vòn vẹn Kỷ Linh, Ngũ Phong Thiên Nhân và Bạch Thủy Trạch. Sư phụ ngươi muốn độ kiếp, độ kiếp thành công vạn lần không được một, khó khăn vô cùng, cho nên càng không thể bị quấy rầy. Ngũ Phong Thiên Nhân trịnh trọng nói. Cho nên lúc sư phụ ngươi độ kiếp phải có người hộ pháp. Hộ pháp ư? Kỷ Linh gật đầu. Tất nhiên, ta sẽ hộ pháp cho sư phụ rồi. Ta và sư phụ ngươi cũng đã bàn bạc qua, lần này hộ pháp cho sư phụ ngươi chỉ có vẻn vẹn hai người, là ngươi và ta. Ngũ Phong Thiên Nhân nói. Hai người ư? Kỷ Linh kinh ngạc. Lần này ngươi mang đạo tàng về cho Hắc Bạch Học Cung, sư phụ ngươi sau khi tìm hiểu lại có giác ngộ, thực lực tăng tiến. Ngũ Phong Thiên Nhân nói. Mà ta cũng giống vậy, thực lực ta xem chừng cũng ở cấp độ tán tiên 60-70 vạn năm, những tán tiên khác trong cung thì tương đối mà nói yếu hơn một chút. Kỷ Linh gật đầu. Mà đệ nhị nguyên thần của ngươi năm đó mới nguyên thần viên mãn đã có thể đánh chết tán tiên, dựa theo tốc độ tu luyện của ngươi, đệ nhị nguyên thần xem chừng cũng tới phản hư hậu kỳ rồi, sau hơn 30 năm chỉ sợ không thua gì ta. Ngũ Phong Thiên Nhân cười nói. Thời điểm này cũng không cần phải khiêm tốn đâu, thực lực của ngươi càng mạnh, sư phụ ngươi độ kiếp càng thêm tin tưởng. Kỷ Linh gật đầu nói. Ta hiện giờ không kém gì Bắc Hành Chân Nhân năm xưa. Ngũ Phong Thiên Nhân lập tức khẽ giật mình. Cần biết rằng con đường tu tiên càng về sau càng khó, người trở thành thiên tiên hiếm có vô cùng, trở thành thiên thần chân tiên trong tam giới càng thưa thớt hơn. Cấp độ tán tiên 50 vạn năm trong từng quận đều có, thế nhưng cấp độ tán tiên trên 100 vạn năm toàn bộ vương triều đại hạ cũng rất là ít. Về phần cấp độ tán tiên mấy trăm vạn năm như Thư Hoa Tiên Nhân, toàn bộ vương triều đại hạ khó khăn lắm mới có nổi một người. Người ư? Ngũ Phong Tiên Nhân lộ ra vẻ không tin nổi. Linh Nhi đã sớm hiểu được toàn bộ chín thức tam xích kiếm, lại còn sửa chữa cho hoàn thiện hơn. Bạch Thủy Trạch đứng một bên mở miệng nói. Tốt, rất tốt. Ngũ Phong Tiên Nhân lộ vẻ mừng như điên, mừng rỡ nói. Tốt, thật là tốt quá. Kỷ Linh, chỉ nói kiếm pháp đơn thuần, chỉ sợ ngươi đã mạnh nhất trong toàn bộ lịch sử Hắc Bạch Học Cung chúng ta rồi. Ngũ Phong Tiên Nhân cũng sợ hãi, thán phục không thôi. Kỷ Linh trước mắt, quả thực, bên trong giống như một thanh kiếm. Kiếm, bản chất vốn là dũng mãnh xông tới, vô cùng sắc bén. Kỷ Linh giống như một thanh kiếm, một đường vượt mọi chông gai. Năm đó nhỏ tuổi mà đã cường hoành, đạt được hạng nhất đại hội tiên duyên. Qua 30 năm sau, thậm chí còn sửa chữa, hoàn thiện lại tam xích kiếm của Bắc Hành Tiên Nhân, hóa thành kiếm thật của chính mình. Tư chất bực nào đây? Trải qua vài chục năm, trăm năm nữa, còn sẽ như thế nào đây? Kiếm là thân, kiếm là mệnh, kiếm là đường. Ngũ Phong Tiên Nhân gật đầu nhìn Kỷ Linh nói. Các thế hệ kiếm tiên lúc bước vào cánh cửa kiếm đạo cũng là kiếm tâm thông minh, đều hiểu rõ việc này. Thế nhưng biết thì dễ, đi mới là khó. Chính thức làm được vậy thực sự là rất ít. Tại vạn trượng hồng trần, vô số kiếm tiên đã sớm trầm luân, mà ở trên người của ngươi ta cảm thấy kiếm ý ngút trời, kiếm tâm bất khả tư nghị. Ngươi quả nhiên là kiếm tiên trời sinh. Kỳ thực năm đó đám người Lữ Động Tân cũng đều nhận định Kỷ Linh là mầm mống tuyệt thế kiếm tiên trời sinh. Sở dĩ như vậy, có duyên cớ trải qua từ kiếp trước, cũng có nguyên nhân từ cha mẹ kiếp này. Phụ thân cho hắn một thanh kiếm, mẫu thân cho hắn một tấm lòng. Sau khi hàn huyên một lát, Kỷ Linh liền nói. Sư phụ ta có gấp không? Nếu như không, ta ở lại Hồ Dực Xà thêm một ngày, ngày mai sẽ tới Hắc Bạch Học Cung tụ tập cùng các ngươi. Ba ngày sau chúng ta sẽ rời khỏi Hắc Bạch Học Cung, tiến về địa điểm độ kiếp. Ngũ Phong Tiên Nhân nói. Một ngày cũng được, ngươi ở Hồ Dực Xà chuẩn bị đi. Địa điểm độ kiếp là ở đâu vậy? Kỷ Linh nhịn không được bèn hỏi. Địa điểm độ kiếp chính là bí mật. Ngũ Phong Tiên Nhân nói. Một khi tiết lộ ra, địch nhân sẽ tới nơi phá hư việc độ kiếp của sư phụ ngươi, cho nên địa điểm độ kiếp này tạm thời chỉ có một mình sư phụ ngươi biết rõ, ngay cả ta cũng không biết được, chờ đến lúc chúng ta đi đến nơi mới biết được. Kỷ Linh cười. Cũng tốt thôi, chỉ một mình sư phụ biết, không lo lắng việc bại lộ. Tốt, ngươi chuẩn bị thật kỹ đi, ta đi trước đây.
Ngũ Phong tiên nhân lập tức rời đi. Bên trong sảnh, ngay sau đó Tiểu Thanh được Kỳ Linh triệu hồi đến. Trong sảnh chính là ba người Kỳ Linh, Bạch Thúc và Tiểu Thanh. Sư phụ muốn độ kiếp rồi, sự việc này quá mức trọng yếu, không thể khinh thường. Kỳ Linh trịnh trọng muôn phần. Cho nên ta và Bạch Thúc sẽ đi hộ pháp, còn Yên Sơn sẽ giao cho Tiểu Thanh ngươi đi phụ trách vậy. Trận pháp Yên Sơn quá phức tạp, mặc dù chỉ là những trận pháp hạng nhất, cũng phải có cần thực lực nguyên thần đạo nhân mới có thể hoàn toàn điều khiển được. Đáng tiếc trong kỳ tộc hiện nay, ngoại trừ Kỳ Linh ra, mạnh nhất mới chỉ là Vạn Tượng chân nhân. Còn về phần tuyệt thế hung trận, muốn phát động cần phải có thực lực phản hư địa tiên. Bí mật tuyệt thế hung trận này tất nhiên Kỳ Linh sẽ không chuyển cho yêu tộc tiên phủ. Kỳ thực ta cũng rất muốn đi độ thiên kiếp, ta tới tận bây giờ... Tiểu Thanh mới nói được một nửa đã bị ánh mắt Kỳ Linh làm cho ngừng lại. Chủ nhân, ta biết phân nặng nhẹ mà. Tiểu Thanh liền cười. Bạch Thúc, Tiểu Thanh, hai người thừa dịp này mau trắng tăng tới phản hư hậu kỳ. Kỳ Linh nói, hai bình ngọc này mỗi cái có 500 vạn cân nguyên dịch thể. Chính mình tu luyện pháp môn Đại La Bắc Minh Kinh, lúc trước nguyên thần thứ hai từ nguyên thần viên mãn tu luyện tới phản hư hậu kỳ, vẹn vẹn chỉ tiêu hao hơn 500 vạn cân nguyên dịch thể, mà Bạch Thúc Tiểu Thanh vốn đã đạt tới phản hư tiền kỳ, 500 vạn cân nguyên dịch là thừa đủ cho bọn hắn đạt tới phản hư hậu kỳ. Hãy nhớ đừng tu luyện tới phản hư viên mãn. Kỳ Linh nhắc nhở. Yên tâm, bây giờ chúng ta còn chưa sẵn sàng cho việc độ kiếp đâu. Trong lúc Bạch Thúc Tiểu Thanh đi tu luyện, bản thể Kỳ Linh cũng tiến nhập vào tĩnh thất trong thủy phủ. Vì sư phụ độ kiếp lần này, Kỳ Linh cũng muốn tăng thực lực lên mạnh nhất. May mắn là lúc trước tại tổng bộ Thiên Bảo Sơn đạt được 3.000 vạn cân nguyên dịch thể. Tuy đã mua chút ít bảo vật nhưng vẫn còn lại hơn 2.000 vạn cân. Thiếu niên thanh tú mặc gia thú, khoanh chân ngồi trên giường U Minh Thủy Ngọc. Phía trước hắn có một ít bình ngọc nhỏ. Bắt đầu thôi. Nguyên dịch mãnh liệt bay thẳng ra từ trong bình ngọc, trùng trùng điệp điệp, thậm chí còn tạo thành một hồ nước ngay giữa tĩnh thất. Xung quanh Kỳ Linh xuất hiện vòng xoáy hắc ám. Nguyên dịch thể tiến vào vòng xoáy hắc ám này liền biến mất. Tất cả đều tiến vào không gian tử phủ của Kỳ Linh. Trong không gian tử phủ, sau khi cây kim liên kia hấp thu một lượng lớn tinh hoa, nguyên hỏa nóng bỏng nhanh chóng sinh trưởng. Cây kim liên không ngừng cao lớn lên, bất kể lá sen hay thân cành đều nhanh chóng trở lên vừa thô vừa to. Nguyên lực ẩn chứa trong kim liên cũng càng thêm tinh thuần. Tinh thuần tới mức khiến lòng người rung động, đồng thời toàn bộ đài sen nhỏ nhắn đáng yêu trên đỉnh kim liên cũng dần lớn lên. Ở giữa đài sen có một hạt giống nhỏ. Phản hư hậu kỳ. Tất cả ngừng lại. Cây kim liên cực lớn kia phảng phất như một tòa lục địa quy xà, phía trên nguyên hỏa chập chờn. Đến giờ phút này, kim liên đã là thứ chói mắt nhất trong toàn bộ không gian tử phủ. Đạt tới phản hư hậu kỳ, nguyên thần kim liên đã cường đại phi thường rồi, cách thành thục hoàn toàn chỉ còn một chút nữa mà thôi. Ngày hôm sau, cùng tăng lên phản hư hậu kỳ, Kỳ Linh, Bạch Thúc và Tiểu Thanh ở cùng một chỗ liên hoan chút đỉnh rồi chia tay. Tiểu Thanh ở lại chấn giữ hồ rực xà, còn Kỳ Linh thì mang theo Bạch Thủy Trạch tiến về phía Hắc Bạch Thọc Cung thành An Thiền. Hắc Bạch Thọc Cung, bên trong động phủ của Điện Tài Tiên Nhân. Kỳ Linh, người đã đến rồi. Điện Tài Tiên Nhân đang ngồi khoanh chân trên giường ngọc, sắc mặt bình tĩnh, điềm đạm nói. Ngồi đi. Ngũ Phong Tiên Nhân đang ngồi trên bồ đoàn ở bên cạnh. Kỳ Linh gật đầu, cũng ngồi xuống trên một chiếc bồ đoàn. Bạch Thủy Trạch thì đứng sau lưng Kỳ Linh. Ta nghe sư huynh Ngũ Phong nói, người đã luyện thành toàn bộ chín thức tam xích kiếm, lại còn sửa chữa hoàn thiện hơn. Điện Tài Tiên Nhân cười nói. Vâng. Kỳ Linh gật đầu. Điện Tài Tiên Nhân mỉm cười nói. Tốt, người có thể có kiếm thuật như thế, dù cho lần này độ kiếp thất bại, ta cũng thấy đủ rồi. Sư phụ, sao lại nói như vậy? Kỳ Linh vội la lên. Nói một chút mà thôi, xem ra lòng ngươi không được yên tĩnh rồi. Điện Tài Tiên Nhân nói. Kỳ Linh trầm mặc. Mình tất nhiên lo lắng, dù sao việc độ kiếp thành công là quá ít, lỡ như sư phụ thất bại. Điện Tài Tiên Nhân thấy vậy cười cười, hắn làm sao không biết tính tình của Kỳ Linh. Kỳ Linh tính tình nhân trung, cực kỳ trọng tình cảm. Vì tình cảm có khả năng không tiếc tính mạng, chính vì tiếp xúc lâu dài, biết rõ tính tình Kỳ Linh như thế, Điện Tài Tiên Nhân mới càng thêm ưa thích tên đệ tử này, mới chính thức thổ lộ tâm sự. Bạch Thủy Trạch này cũng đi cùng ư? Điện Tài Tiên Nhân hỏi. Kỳ Linh gật đầu. Sư phụ, chớ coi thường Bạch Thúc. Bạch Thúc rất có thiên phú về mặt trận pháp đấy. Hơn nữa khi ta đi bái sư học nghệ, tương tự Bạch Thúc cũng học được trận pháp cực cao thâm.
đủ để xưng tụng là tông sư trận pháp rồi. Không dám nói phóng mắt ra toàn bộ thế giới đại hạ. Thế nhưng nếu chỉ ở trong quận An Thiền, về trận pháp Bạch Thúc chỉ sợ là số 1 không có số 2 đâu. Hả? Điện Tài tiên nhân, Ngũ Phong tiên nhân đều lộ ra vẻ mặt vui mừng. Dám xưng tông sư trận pháp, vậy thì cũng không thể tầm thường được. Kỷ Linh tự tin cười, chỉ đơn thuần là thành tựu về phía trận đạo, Bạch Thúc xem như tông sư trận pháp rồi. Có thể Bạch Thúc còn hiểu được một ít đại trận hiếm thấy vô cùng lợi hại, cho nên dù là tông sư trận pháp khác cùng đấu trận với Bạch Thúc chỉ sợ là sẽ thua. Như tuyệt thế hung trận ở Yên Sơn kia, trong toàn bộ vương triều đại hạ, người có thể bố trí là vô cùng ít. Đương nhiên là trong vương triều đại hạ, trận pháp mạnh hơn Bạch Thúc khẳng định là có. Ví dụ như trận pháp trong hoàng cung vương đô đại hạ kia, đó chính là trận pháp mà đại năng giả mới có thể bố trí, cao hơn nhiều lần so với trận pháp ở Yên Sơn. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 88 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Mãng Hoang Kỷ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.